Đồ Đầm Vườn Em Thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay em sẽ quay một video ngắn về tất cả những cái mẫu cưa nhỏ để các bác nhà mình được lựa chọn. Bởi vì cũng sắp sửa tới mùa làm cây của các bác rồi. Và với bộ cưa nhỏ hôm nay thì sẽ có giá từ 50.000 đồng trở lên. Thì đầu tiên em xin chi tiết về cây cưa lọng 50.000, là một cái dòng cưa siêu sắc bén. Mẫu cưa này thì nó sẽ có dòng tay gỗ và dòng tay nhựa như này nhá. Đấy, các bác xem đây là một cái mẫu cưa. Dòng cưa này thì rất nhiều bác phải mua tới cả 100.000 một cây. Nhưng mà đã đến với đơn vị em thì các bác sẽ mua được một cái giá tốt nhất và bao chất lượng các bác nhé. 50.000 đồng một cây. Đấy, và tiếp tới là tới cây cưa lọng Nhật. Cây cưa lọng Nhật này thì em cũng chia sẻ luôn. Chị cứ đưa cái cây đấy đây. Cái dòng cưa lọng Nhật này thỉnh thoảng nó sẽ có một cái vết đen như thế này các bác nhé. Đấy, cho nên là mong các bác nhận hàng thì cũng thông cảm. Bởi vì cái này nó là cái sản xuất khi mà người ta quét ở cái phần lưỡi cưa ấy, có thể là một chút máy đưa lên cái phần thân cưa như thế này. Nhiều khi đóng gói ở trong vỏ thì em cũng không nhìn thấy, là em cứ gửi đi luôn. Nhưng mà cơ bản làm sao là chất lượng nó tốt để đưa tới các bác một cái mẫu cưa sắc nhất. Đây là cây cưa Nhật dòng 21cm. Mẫu cưa này các bác có thể sử dụng lâu năm, rất chi là bền. Và nó sẽ ăn nhau ở cái chất thép các bác ạ. Cái chất thép của nó rất chi là đanh. Và phần lưỡi của cái cưa Nhật này thì nó sẽ được tráng hợp kim, để được chiếc cưa luôn sắc bén và siêu bền. Thì với giá cưa này thì em đang gửi tới các bác, giá sẽ là 150.000 trên một cây. Đấy, đây là cưa Nhật, là tay của nó màu đen các bác nhé. Lưỡi của nó là 21cm, chưa tính cán đâu các bác ạ. Đấy, và tới cây cưa Nhật Mili. Cưa Nhật Mili thì như các bác nhìn, đây là một cái dòng cưa cao cấp. Và cũng đã rất nhiều bác biết tới đơn vị em qua cái mẫu cưa này. Dòng cưa này thì lưỡi của nó chỉ có 10cm thôi các bác ạ. Đây, chỉ có 10cm thôi các bác nhé. Nhưng mà nó sẽ giúp cho các bác tất cả trong công việc làm cây bonsai. Ví dụ như cây giá trị, cây đắt tiền, cây nhỏ đấy ạ, thì các bác dùng cái mẫu này rất chi là nhiều. Cái này nó sẽ giúp các bác cưa cây không bị tổn thương. Nó là dòng cưa Nhật SK11, dòng cưa cao cấp. Và giá của nó đang là 400.000 trên một cây. Em sẽ miễn phí ship trên toàn quốc các bác nhá, cưa Nhật. Đấy, và tới mẫu cưa Top. Đây là một cái dòng cưa mili có giá cao nhất của hãng Top. Nó giá của nó tương đương với cưa Nhật luôn các bác nhá. Cái này thì bản của nó sẽ to hơn này. Các bác nhìn cái phần thép và tay của nó thì rất chi là ok. Đấy, đây là một cái dòng cưa của Top Tràng Long nha các bác nhá. Dòng cưa này lưỡi của nó cũng 10cm thôi. Đấy, và với cái cưa Top này giá của nó đang là 400.000 trên một cây. Lưỡi 10cm, chưa tính cán. Cái này thì các bác sẽ dùng bền bỉ, dùng hết năm này qua năm khác luôn, ở những cái mẫu cưa cao cấp này. Đấy, và tới bộ cưa tay gỗ Hương. Thì với bộ cưa hôm nay thì em sẽ đưa tới các bác một cái dòng cưa to, bản to, mẫu cưa mới này. Cái này thì em thấy các bác rất chi là khen. Thì hôm nay hàng về số lượng cũng không nhiều. Em sẽ chi tiết về cây cưa gỗ Hương trước, sau đó sẽ về hai cái cây mẫu mới này nhá. Gỗ Hương thì em sẽ có 3 cây ngày hôm nay: cây 15, cây 20 và cây 23. Đấy, như các bác nhìn đây, cây 15cm, nó thuộc vào bộ cưa làm cây bonsai. Thì em cũng nói luôn, nhiều bác thích lưỡi cưa dày. Thì cái lưỡi cưa này là lưỡi cưa dày đây các bác này. Đấy, nhiều bác bảo nó dày là nó khỏe, hoặc là các bác quen dùng cái lưỡi dày rồi thì các bác sử dụng sang cái dòng lưỡi thép trắng không han gì này. Cái này thì cưa, cái phần cưa nó rất chi là sắc bén, nhưng mà nó sẽ cái mạch của nó sẽ to hơn. Đấy là nói luôn như vậy để các bác nhà mình sẽ nắm bắt được. Nếu mà các bác muốn độ mịn căng thì nó sẽ ở những cái mẫu cưa lưỡi mỏng này. Mẫu cưa này thì nó sẽ là lét căng, mịn thì các bác cưa. Còn cái này thì nó sẽ, bản của nó sẽ hơi to hơn nhá. Cái này thì ví dụ như cái cưa 15cm, nó là dòng tay gỗ Hương cao cấp. Thì đơn vị em đang gửi được các bác giá sẽ là 150.000 trên một cây. Lưỡi của nó 15cm các bác nhá, chưa tính cán đâu. Và cán của nó là cán gỗ Hương, dòng cưa thủ công cao cấp này. Đấy, và cây 20cm, đây là cây 20 đẻ thẳng này. Dòng này có thể gấp được các bác nhá. Và cây đẻ thẳng này em đang gửi được các bác giá sẽ là 200.000 trên một cây. 200.000 trên một cây cưa 20cm. Đấy, và tới cây cuối cùng là cây 23cm. Cây 23cm này thì giá của nó đang là 300.000 trên một cây. Và bộ cưa gỗ Hương này các bác mua từ 2 cây là em sẽ miễn phí ship các bác nhá. Đấy, cái này các bác dùng bền mãi luôn. Bởi vì nó là dòng thép cứng, rất chi là khỏe. Thì các bác cứ tưởng tượng là khi cái lưỡi của nó phần to thì các bác cưa cái mạch của nó sẽ hơi to hơn một chút thôi. Còn nó vẫn là mẫu cưa cao cấp các bác nhá. Đấy, và cuối cùng là tới hai cái mẫu mới, mẫu cưa Japan. Hàng này thì giá rất chi là hợp lý và rất thích hợp đối với các bác làm vườn với cái mô hình cưa trung bình, cưa nhỏ đấy ạ. Đây,
phần lưỡi của nó nhá. Các bác nhìn phần lưỡi của nó. Dọc này nó không phải giống cưa cá mập, nhưng với cái lưỡi cưa này của nó cũng không kém gì cái lưỡi cưa của cá mập. Đấy, và giá của nó thì cực kỳ là hấp dẫn. Đấy, đây là con loại 1 em đang gửi tới các bác, giá sẽ là 250.000 trên một cây. Dòng cưa 17 cm. Con này là 17 cm các bác ạ. 17 là em nói về lưỡi nhá. Đây là có 170 luôn này. Các bác nhìn thấy trên phần lưỡi của nó chưa? 170. Đó là 250. Và nếu như các bác mà dùng cây 21 cm. Đây. Thì giá của nó sẽ là 280 trên một cây. Em sẽ miễn phí ship. Đây là một cái bộ cưa mini làm vườn mà em tin chắc là các bác làm cây bonsai các bác rất cần. À, cũng gửi tới các bác một đôi cạp luôn. Đôi cạp thì nó sẽ gồm có một cạp tròn và một cạp chéo đây. Đôi này là đôi phổ thông nhá. Rất nhiều bác hỏi em là nếu dùng cạp phổ thông các bác dùng nhiều nhất là loại nào, thì các bác làm ngay đôi cạp đen hàng phổ thông này cho em. Đấy, đôi này đang có giá là 700.000 trên một đôi. Nó rơi vào 305.000 trên một cây. Thì các bác cứ mua một cây, em cũng bán cho các bác một cây nhá. Và khi các bác đã đến với đại lý dụng cụ đồ làm vườn của đơn vị em Thảo, thì các bác đã tìm được một đại lý chuyên về những cái dụng cụ nhiều nhất và sẽ bao chất lượng tới tay các bác. Đấy, các bác muốn mua hàng loại 1, hàng chính hãng và mua đúng cửa hàng, cứ liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại đây, là số chính có Zalo để tư vấn các bác nhà mình. Đừng quên cho em xin một like, một lượt chuông và một lượt đăng ký kênh để em đón xem là thật nhiều những cái dụng cụ hay các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.